hello à, xin chào bạn nha chào mừng các bạn quay trở lại với kênh hỏi làm xài bình dẫn thì bữa nay mình cũng tranh thủ lên báo giá sớm các bạn ơi thì mấy ngày nay mà thì ngày nào mình cũng báo giá trễ cho á tại vì cũng bận công chuyện các bạn ơi sáng cũng phải nói chung mấy ngày nay thì bận lên cập nhật trễ thì bữa nay cũng gán lên cập nhật sớm cho các bạn nắm nha thì giá nó không thay đổi các bạn ơi. Giá xài vẫn nằm nói chung là đứng giá. Thì xài vàng tiếp tục là 38.000, vàng nhất 38.000, vàng nhì 13.000. Xài xanh. Xài xanh thì xanh nhất là 12.000 và xanh nhì 6.000. Thì bên mình mua xô rất là dễ nha các bạn. Đó. Thì xài vàng là xô từ 27 cho tới 32 33.000 đó. 33.000 Nói chung là xài càng đẹp thì giá xô càng cao các bạn đó chứ đôi khi các bạn thấy xài 2 13.000 à, trên lệch quá cao thì các bạn lại ngán nha Còn xài xài xanh thì xài xanh 12 6 thì mua tầm 8.000 10, 9.000 10.000 các bạn đó Nếu xài các bạn đẹp biết mua giá cao thì bên mình mua xô nhất nhì nha số nhất nhì nói chung là lựa cũng dễ các bạn ơi thì các bạn mà có xài muốn bán xài thì cứ alo trực tiếp à, giá thì có sẵn mình công khai giá nha còn thích thì các bạn cứ điện alo trực tiếp rồi ta xem bên cách bên mình mà mua bán như thế nào nha các bạn đó thì vườn à, này bao được một tháng này nè các bạn dường này bao được một tháng rồi um, anh em nhà vườn nào mà mới vào kênh của mình thì nhớ uh, nhắn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha um, nhớ để lại cho mình một like một chia sẻ nha các bạn <laughs> thì video hôm nay cũng ngắn gọn kết thúc tại đây thôi các bạn ạ uh, Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. À, bữa nay mình mình hái xe chu các bạn. Bữa nay hái xe chu cuộn giường đó. Thì bán bán vũ điểm các bạn. Mình xe vàng nha. Mình bán thì cũng năm tháng ngày trước rồi, cũng đã nhận tiền cọc rồi thì bữa nay là là lái chu lên bẻ đó, lên thôi xin chào, hẹn gặp lại nha.